Hello, à vâng xin chào tất cả quý vị các bạn cũng như là anh chị em đến với kênh Minh Nhật Sơ Cầu 286 Và nay thì đề về 50, à, không 50 nay lại làm cho quả bốn nháy rồi anh em nhé Ghét thật đấy Quay kiểu này thì khó ăn 50 thì mình nhớ không nhầm là ngày hôm kia là mình có ghép xiên à, cho mọi người cũng như là anh em Thì xiên hôm uh, 12 nó không về anh em ạ Thì hôm nay nó lại về được bốn nháy, khá là tiếc Tiếp tục à, lô tô trên kênh thì mình chốt cho anh em chúng ta cặp bạch thủ 29 và con 92 chấp xiên 30 thì 29 92 chúng ta đi một đôi 29 có và 92 chúng ta cũng có chỉ tiếc một cái đó chính là lô xiên thì chúng ta chưa được may mắn khi mà lô xiên chúng ta à, uh, chưa ra được con 30 theo như cái mong muốn của mình mọi người nhé thì 29 92 ngày hôm nay chúng ta đã có một đôi rồi thì xin chúc mừng tất cả các bạn cũng như là người anh em ở uh, chơi trên video của mình ngày hôm nay chúng ta lại, lại tiếp tục đại thắng rực rỡ đấy ở trên Zalo, cầu Bạch Thủ à, Chốt cầu một số tự tin về nổ, thì mình chốt cho anh em chúng ta Bạch Thủ có 79 Thì 79 đã có ở uh, giải 5 Chúng ta có một nhánh 79, à, rất là tuyệt vời Tức bừng và rực rỡ mọi người nhé Hôm nay nói chung là trên tất cả các loại mặt trận thì mình đều đem đến được chiến thắng cho mọi người cũng như là anh em Đấy, Thì hôm nay là Nói chung là rất, rất là vui, à, rực rỡ à, Về phần lô tô cũng như là à, Các thứ ở trên Zalo có về phần đề của mình đề kết thì mình cho anh em tham khảo 1331 cộng với 6886 thì hai con đều là tổng 4 cả thì ngày hôm nay nó ra tổng 5 chúng ta chưa được may mắn về phần đề đó mọi người thì mình sẽ vẫn tiếp tục uh, lên video và chia sẻ cho anh em ta về cầu lô ngày mai thì các bạn sẽ cùng uh, uh, chú ý là xem cặp số nào đẹp thì mình sẽ giới thiệu cho anh em uh, cũng như là các bạn cho chơi uh, về phần đầu tiên thì mình xin được tổng hợp Ngày hôm nay thì chúng ta có uh, 002 nháy, 072 nháy rồi 53 nháy đúng không ạ? 882 nháy. Đấy. Thì các bạn chúng ta sẽ chú ý cho mình cặp lô vào ngày mai theo như cầu đường cầu đường cầu của mình. Ngày mai chúng ta sẽ có một cặp lô. Đầu tiên đó chính là cặp lô tô 1661 thì hôm nay đã về được con 16 một nháy rồi. Sang đến một cái đường cầu tiếp theo các bạn chúng ta sẽ có ngày mai để mình xem nào cầu kép anh em ạ không và 55 nay không không nó ra hai nháy rồi thì ngày mai khả năng cao sẽ đổi lại con kép 55 mươi anh em thì các bạn chúng ta cũng uh, chú ý nhé một cái đường uh, cầu uh, mình các bạn chờ một chút nhé để mình nhớ lại xem là vừa nãy mình cũng đã xoay qua rồi À, nhưng mà lại quên mất à, cái di chứng hậu covid thì các bạn là thông cảm ngày mai chúng ta còn không bảy bảy nữa nhưng mà hôm nay không bảy cũng đã ra mất rồi đúng không ạ thì uh, anh em tham khảo lô tô năm cặp này cái biên độ khung 5 ngày ngày mai thì cặp này rất là đẹp dành riêng cho ngày 14 tháng 3 thôi các bạn nhé lưu ý cho mình tham khảo cho mình trước mắt là 5665 đánh riêng cặp này cho mình vào ngày mai nhé chỉ một cặp này thôi còn lô xiên thì như mình um, những cái cầu vườn rồi còn lại ấy. thì chúng ta còn con 1661 thì uh, 61 ở đây chúng ta thấy là nó cũng uh, rơi vào khoảng 6 ngày rồi nó chưa về con nào cả những cặp số này thì đang chuẩn bị về dần dần rồi các bạn nhé lưu ý cho mình nay thì 76 7 có không ạ à cái này đang đang, bị sai em này à tự dưng này có có thấy có 76 77 đây. Đây đây 56 và còn 65. 56 65 ngày mai rất đẹp đây các bạn này, lưu ý cho mình này. 61 thì gan quá lâu rồi. Ra được con 16. Đây. Ngày mai được là được con lô 56. Cái này bảng cái đúng không ạ? Đây là ngày 13 đúng rồi đúng không ạ? 5665 61 chắc là thôi chúng ta bỏ đi ghép xiên thì cũng không hợp lý lắm ngày mai xiên thì các bạn nó xiên uh, xiên cho mình có 53 đi nó mới, mới về đề cái đây khoảng một hôm thôi thì thường thường là đề nó về thì hôm sau là nó sẽ gọi là về lại cho anh em ví dụ như 49 chẳng hạn đúng không ạ là 49 là có 53 là ra con 35 ngày mai còn thiếu cái 53 nữa là tròn tròn bộ rồi ở đây là 29 này các bạn thấy là nó cũng về còn 29 này Đấy. trước nó là 63 cách khoảng 2 hôm ra con 36 này đây là 93 đúng không ạ? Cách khoảng 2 hôm. Và đến 3 hôm nó mới ra con 39. Ngày mai thì chúng ta cứ ghép xiên 53 cho nó chắc chắn. 5665, các bạn đã ghép xiên cho mình con 53. À như thế là đẹp rồi đúng không ạ? Ngoài ra các bạn có thể thể, thể tham khảo thêm với mình một số cặp ví dụ như 676 này, những cặp số này là ngày mai rất là đẹp. Anh em chúng ta có thể là vào tiền dần dần cũng được. Đấy. À, thì cho ngày 14 tháng 3 kênh thì soi cầu sẵn rồi các bạn chỉ việc chơi thôi các bạn ta vào mình cầu lô 5665 thì các bạn chú ý cho mình 56 sẽ là con bạch thủ và 65 sẽ là con, lô lót các bạn ra vào theo tỷ lệ 73 tức là vốn 10 điểm thì các bạn ta vào 56 7 điểm và vào 65 3 điểm đấy một chính một lót mọi người lưu ý cho mình nhé còn xiên thì như mình vừa nói rồi các bạn đã xiên mình xiên cho mình có 53 như thế là đẹp rồi đúng không ạ đấy, trước khi vào phần đề thì mình muốn giới thiệu cho anh em zalo chính của mình các bạn kết bạn tới số điện thoại là 0879420675 Ngày mai thì trong Zalo mình tiếp tục giảm về thấp và tự tin tiếp thêm một ngày nữa chốt cầu phải nổ cho anh em. Chỉ một số duy nhất các bạn nhé. Thì các bạn chúng ta nào đánh bạch thủ thì các bạn sẽ kết bạn với số lượng của mình. Và nếu anh em chúng ta đánh cả xin 2 thì mình đều có những đường cầu đẹp để mình gửi tặng tới tất cả các bạn cũng như là anh chị em về những đường cầu đó. Thì con số ngày mai may mắn thế nào thì chúng ta sẽ cùng chờ kết quả sau 6 giờ 30 Mọi người, mọi người nhé. Thì các bạn đang lưu ý cho mình. Đấy à, đến với phần đề đó một chút đi thì chúng ta sẽ sang phần bảng tuần thì hôm nay là ngày cuối tuần chủ nhật thì đề đổ 50 ra tổng 5 ở tại cái vị trí này thì mình thế là đường cầu này nó bắt đầu gãy rồi anh em ạ hôm qua hôm qua mình bắt cho các bạn ra đa, đa số là chậm 8 này. thì nay ra chậm 5 và chậm 0 ngày mai là ngày đầu tuần thì thấy đây là 65 62 ra 65 75 à, xuống 79 thì còn cái đường cầu này thì mình thấy là cũng có thể gọi là bắt được 6677 đúng không ạ ngày mai bắt lại chậm 8 đi biết đâu lại 667788 thì sao đúng không ạ thì chúng ta bắt lại chậm 8 đi thường thường 50 50 chúng ta sẽ có ở trong bộ này thì sẽ có 53 0055 53 chúng ta có 5885 8008 các, bạn nhé 88 Đây là những con đề gọi là mình kết thôi chứ cũng không có nhiều cơ sở gì để chúng ta uh, tin tưởng vào mấy con đề này các bạn ạ Thế là mình khuyên anh em đánh 50.000 thôi đánh giải trí về phần đề đóm thôi chúng ta vẫn quan tâm nhiều hơn hết cũng như là 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 về cái phần lô tô của mình uh, lô tô bạch thủ thì các bạn đã quan tâm hơn còn về phần đề thì các bạn chúng ta vẫn vui vẻ thôi năm 000 nghìn được thì coi như chúng ta có uh, tiền gọi là trẻ cháo thuốc nước cần không thì các bạn chúng ta cũng uh, vui vẻ nói chung là cũng mất ít thôi đấy chúc các bạn các bạn chúng ta vẫn cứ tập trung là về phần uh, lô tô của mình mọi người nhé mình xin uh, nhắc lại một lần nữa nếu như anh em chúng ta thực sự có nhu cầu cũng như là các bạn chúng ta đang xa bờ còn bị số thì các bạn là kết bạn tới số thoại của chính của mình anh em chúng ta thể gọi điện sẽ nghe giọng trước khi các bạn chúng ta tiến hành làm việc tránh những trường hợp zalo khác cũng như là kênh khác tải lên cái video của mình đấy các bạn chúng ta sẽ dễ bị lừa đảo mà mọi người nhé anh em yên tâm một điều các bạn ta chơi ở zalo của minh nhật tham gia vào zalo của mình nhật các bạn chúng ta gửi phí không chúng mình hòa lại phí cho anh em chả có một cái zalo nào có cái chức năng đấy cho các bạn đâu đúng không ạ thì những cái mà các bạn chúng ta muốn thấy thì để mình đều chứng minh được cho anh em chúng ta ở trong zalo thì các bạn chúng ta cứ mạnh dạn lên liên hệ đi tới mình nhá Đấy, hẹn anh em chúng ta vào cái video ngày mai của mình xin chào và hẹn gặp lại